Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, các chuyên gia phong thủy cho rằng việc sinh con, đẻ cái là yếu tố có quan hệ mật thiết đến hạnh phúc và tương lai của vợ chồng. Con cái chính là cầu nối hạnh phúc của người cha và người mẹ. Chính vì vậy mà việc sinh con hợp tuổi cha mẹ là một điều hết sức quan trọng. Nếu sinh một đứa con có tuổi khác cha hoặc mẹ, nhẹ thì cha mẹ ly hôn, nặng thì tán gia bại sản, cha mẹ ốm đau. Còn nếu lựa chọn được năm thích hợp để đẻ con, không những cha mẹ có thể củng cố hạnh phúc gia đình, thậm chí em bé sẽ mang lại may mắn và tài lộc để cha mẹ có cơ hội phát triển sự nghiệp và con đường kinh doanh. Vậy trong năm 2021 thì những con giáp nào có thể sinh con là mỹ mãn nhất? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem. Nhưng trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Đầu tiên là tuổi Tý. Người tuổi Tý là một trong những con giáp thích hợp sinh con năm 2021. Bởi trong năm này, Tý Sửu tạo thành cục diện nhị hợp, bản mệnh sẽ gặp được nhiều điều may mắn hơn người trên nhiều phương diện khác nhau của cuộc sống. Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh có thể xây dựng được những mối quan hệ hữu hảo, thậm chí nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, khiến công việc phát triển thuận lợi. Những khúc mắc trước đó được giải quyết một cách nhanh chóng, giúp con đường tương lai của bạn ngày càng trở nên sáng lạn. Ngoài ra, bản mệnh cũng có cơ hội nhận được tin mừng trên lĩnh vực tài lộc hoặc địa sản. Người làm đầu tư, kinh doanh sẽ có được những mối đầu tư có lợi. Nếu có ý định mua đất, mua nhà hoặc buôn bán bất động sản cũng sẽ thuận lợi, lên nhanh như diều gặp gió. Trên phương diện tình cảm, vợ chồng cũng có nhiều thời gian để quan tâm đến nhau. Thêm vào đó, do nhận được sự quan tâm, chăm sóc của cả hai bên gia đình nên tâm trạng của cả hai người luôn nhẹ nhõm và vui vẻ. Những điều kiện thuận lợi trên khiến năm 2021 là một trong những lựa chọn rất phù hợp cho những cha mẹ tuổi Tý có ý định sinh con. Em bé tuổi Sửu không những có thể khiến tình cảm gia đình thêm ấm áp và hòa hợp mà còn mang lại tác động tích cực hơn nữa cho sự nghiệp của cha mẹ. Người làm cha mẹ có thể gặp được nhiều cơ hội thăng tiến, chỉ cần biết nắm bắt thì chắc chắn sẽ đạt được những bước phát triển đáng mơ ước. Tình hình tài chính của gia đình cũng rất khả quan. Bên cạnh việc ăn nên làm ra thì bạn không phải chi tiêu cho những khoản lớn, khiến số tiền tiết kiệm duy trì và phát triển ổn định. Có em bé tuổi Sửu, tình cảm gia đình cũng được củng cố, cha mẹ cùng nhau chăm sóc con nhỏ. Hơn nữa, em bé này hợp tuổi cha mẹ nên dễ nuôi, có sức khỏe tốt, ít khi ốm đau, bệnh tật. Trong quá trình trưởng thành, việc giáo dục cũng không gặp phải quá nhiều khó khăn. Cha mẹ và con cái ít khi mâu thuẫn, luôn yêu thương, hòa hợp với nhau. Tuổi Tỵ. Trong năm Tân Sửu, Sửu Tỵ tạo nên cục diện tam hợp khiến người tuổi Tỵ có một năm thuận lợi, có nhiều cơ hội để phát triển trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Công việc thuận lợi giúp bản mệnh có thể thăng tiến thuận lợi lên những vị trí cao hơn. Những người tham gia ứng cử, ứng tuyển hoặc thi cử cũng nhận được sự tin tưởng của mọi người xung quanh, nhờ đó đạt được những bước tiến xa hơn nhiều người khác. Thời điểm này, bản mệnh cũng có được những mối quan hệ xã giao hài hòa, thích hợp để ký kết những hợp đồng lớn, không chỉ mang lại lợi ích cho chính bản thân mình mà còn cho cả tập thể. Vận trình tài lộc với nhiều điểm sáng cũng sẽ giúp bạn cải thiện đời sống của gia đình. Những cặp vợ chồng trẻ bắt đầu có của ăn, của để, sẵn sàng chào đón thành viên mới. Tình cảm vợ chồng nhìn chung ổn định, đôi bên đã dần dần biết quan tâm đến nhau, giúp đỡ nhau không chỉ trong công việc, trên lĩnh vực tinh thần mà còn ở cả công việc nhỏ nhặt trong gia đình. Hai người đều đã đủ chín chắn để có thể mang thai, sinh con và dạy dỗ con cái sau này. Em bé tuổi Sửu hợp với tuổi của cha hoặc mẹ chính là một phúc tinh khiến gia đình càng thêm may mắn. Ngay từ khi sinh ra, ta nhận được sự quan tâm và chăm sóc vô cùng cẩn thận của cha mẹ và tất cả người thân trong gia đình.
em bé sẽ được sống trong một gia đình hòa thuận, bầu không khí giữa các thành viên trong gia đình cũng luôn ấm áp. Thuở nhỏ là người vô ưu, vô lo, trưởng thành lại trở thành người thành công. Hơn nữa, cha mẹ tuổi Tỵ là một người nghiêm khắc, thậm chí hiếu thắng, luôn chú trọng vào việc giáo dục con cái. Dưới sự dìu dắt của cha mẹ, em bé tuổi Sửu sẽ trở thành một người tài, có ích sau này, sự nghiệp về sau phát triển hanh thông, thậm chí đủ mạnh mẽ và tham vọng để tự mình bắt tay khởi nghiệp. Em bé này sẽ là một người tinh tế, có khả năng nắm bắt cảm xúc của người khác, phát triển tốt trong những công việc cần đến sự giao lưu, hợp tác. Nhờ được cha mẹ chỉ dạy cách chi tiêu, có kế hoạch, nên em bé tuổi Sửu thường sẽ là người có thu nhập tốt mà lại không phung phí, đường tài vận lúc nào cũng vô cùng thuận lợi. Trên phương diện sức khỏe, em bé này cũng là người có thể chất tốt, từ thời nhỏ, ít khi ốm đau, đến khi trưởng thành cũng sẽ là một người khỏe mạnh, luôn tràn đầy năng lượng trong cuộc sống. Tuổi Dậu. Năm 2021, Dậu Sửu bán hợp kim cục cũng là một năm thích hợp để cha mẹ tuổi Dậu sinh con. Năm nay là một năm có nhiều thuận lợi với bạn. Việc sinh nở chỉ mang lại thêm nhiều niềm vui, chứ không đem tới những phiền lo hoặc ảnh hưởng tiêu cực. Năm Tân Sửu, sự nghiệp của người tuổi Dậu phát triển thuận lợi. Nhờ có các mối quan hệ xã giao, hài hòa mà bạn gặp được nhiều yếu tố thúc đẩy hơn trong quá trình thăng tiến. Bạn chỉ cần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời không ngại chấp nhận thử thách thì chắc chắn sẽ lọt vào tầm mắt của cấp trên, có cơ hội được cân nhắc lên vị trí cao hơn. Người làm lãnh đạo cũng thể hiện được tài chỉ huy của mình. Bản mệnh có thể dẫn dắt cả một tập thể vượt qua khó khăn để vươn tới thành công. Tuy nhiên, dù có thuận lợi đến mấy cũng không tránh khỏi những rắc rối nhỏ. Trong thời điểm này, bạn cần phải nói năng cẩn trọng. Không vì vị thế cao hơn người của mình mà nói năng không cân nhắc, gây tổn thương cho người khác. Tình hình tài chính của gia đình về cơ bản là tốt. Bạn có thể nhận được nhiều khoản thưởng do hoàn thành tốt công việc được giao hoặc từ các công việc đầu tư hoặc làm thêm. Túi tiền rủng rỉnh cho phép bạn có điều kiện chăm lo cho gia đình, đón chào thành viên mới khi đã chuẩn bị các yếu tố cần thiết tốt nhất. Cha mẹ tuổi Dậu và em bé tuổi Sửu tuy có nhiều mặt tính cách không phù hợp với nhau nhưng lại dung hòa rất tốt với nhau. Cha mẹ và con cái mang lại những tác động tích cực với đối phương. Vì vậy mà khi ở bên nhau, bầu không khí trong gia đình luôn hài hòa và ấm áp. Dù mâu thuẫn có thể xảy ra nhưng cũng là cơ hội để đôi bên hiểu thêm về nhau. Em bé tuổi Sửu vốn là người thật thà, thậm chí có phần bướng bỉnh, nhưng dưới sự giáo dục của cha mẹ tuổi Dậu có tính cách hoạt bát, giỏi xã giao mà trở thành người có cách giao tiếp khéo léo, được lòng mọi người xung quanh. Cha mẹ tuổi Dậu vốn là người nóng nảy, thậm chí sẽ gây thù chuốc oán với mọi người. Nhưng nhờ có em bé tuổi Sửu ngoan ngoãn, biết nghe lời mà tâm lý của cha mẹ cũng trở nên nhẹ nhõm, vui vẻ hơn, rộng lượng hơn với mọi người, không còn so đo tính toán những việc nhỏ nhặt trong cuộc sống. Quý vị thân mến, việc lựa chọn tháng sinh của con ngày nay đã trở thành một nhu cầu của không ít các ông bố, bà mẹ trẻ. Bởi nếu sinh con ra vào những thời điểm thuận lợi thì con không những thông minh, ngoan ngoãn mà tương lai cũng có thể thăng tiến hơn người. Vậy khi chọn tháng sinh con năm 2021 thì tháng nào là tốt nhất? Quý vị hãy cùng tham khảo những gợi ý sau đây trong phần tiếp theo mà kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ. Đầu tiên là tháng 3 âm lịch. Tháng 3 âm lịch là một trong những thời điểm tốt nhất trong năm Tân Sửu, bởi đây là thời điểm bắt đầu tiết thanh minh, bầu trời trong sáng, nhiệt độ ấm dần lên. Em bé sinh vào tháng 3 âm lịch là người có số hưởng, cả đời được sống tự do, tự tại, không lo phiền não, không phải lo chuyện thiếu tiền tiêu. Sinh vào thời điểm này, em bé thông minh hơn người, tính cách vui vẻ, cởi mở, học thức sâu rộng nên dễ dàng chinh phục được người đối diện, từ đó xây dựng mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Cho dù gặp khó khăn cũng chỉ là tạm thời, vì sau đó luôn luôn xuất hiện quý nhân kịp thời giúp đỡ. Tháng sinh này tốt không phải bởi vì cuộc đời mệnh chủ đạt được công danh, hiển hách, quyền thế hơn người, mà vì cuộc đời của em bé này khá bình lặng và hạnh phúc, không phải trải qua nhiều sóng to, gió lớn. Tuổi này vẫn hoàn toàn có thể đạt được điều mình mong muốn, chỉ cần cố gắng, quyết tâm là sẽ nhận được sự ủng hộ của mọi người.
ít gặp phải cản trở từ những yếu tố bên ngoài. Đến tuổi trung niên, bản mệnh sẽ được sống trong cảnh dư giả, sung túc, con cháu đầy đàn. Tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch vào tiết lập thu, đây là thời điểm nhiều loại cây trái bắt đầu bước vào vụ thu hoạch. Vì vậy mà ai sinh ra vào thời điểm này cũng được báo trước một tương lai tươi sáng, tiền đồ rộng mở. Em bé này thường được hưởng phúc đức của tổ tiên nên ngay từ khi còn nhỏ đã được sống trong cảnh đầm ấm, no đủ, không phải buồn phiền. Đến khi lớn lên, bản mệnh cũng thường nhận được sự giúp đỡ của chính những người trong gia đình hoặc quý nhân, khiến sự nghiệp phát triển khá thuận lợi, cho dù là theo đuổi con đường công danh hay làm kinh tế. Đến tuổi trung niên là thời kỳ đỉnh cao, người này đạt được nhiều thành tựu khiến người khác ngưỡng mộ. Nếu theo đuổi con đường làm ăn, người tuổi này với con mắt tinh đời có cơ hội tìm được những mối đầu tư có lợi, thậm chí có thể phát tài nhanh chóng. Em bé này thậm chí có thể bắt tay khởi nghiệp, tự mình gây dựng được cơ đồ. Tháng 8 âm lịch. Thời điểm tháng 8 âm lịch là một trong những tháng sinh đẹp trong năm 2021. Em bé sinh vào thời điểm này thường là người thông minh, khỏe mạnh, phúc khí dồi dào, cuộc đời gặp ít điều hiểm ác phong ba, không vướng phải chuyện thị phi, lao tù. Tháng 8 âm lịch tức tháng Đinh Dậu, thiên can Đinh Hỏa khắc Tân Kim, địa chi Sửu Dậu tam hợp tạo thành cục diện thiên can tương khắc, địa chi tương hợp. Tuy nhiên, người sinh vào thời điểm này vẫn có số mệnh tốt. Em bé này thường đã có định hướng khá rõ ràng ngay từ thuở nhỏ. Nhờ vào trí tuệ và khả năng tư duy sáng tạo, cởi mở của mình, em bé sẽ phát triển rất tốt nếu làm trong các lĩnh vực liên quan đến văn hóa, nghệ thuật. Nếu làm trong ngành nghệ thuật, ngay từ khi còn trẻ, bản mệnh đã tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình và nhanh chóng tiến xa hơn những người bạn đồng trang lứa. Đến khi tới tuổi trung niên, họ sẽ là người đức cao, vọng trọng, nhận được sự ngưỡng mộ và tôn trọng của mọi người. Nếu muốn phát triển trên con đường công danh, sự nghiệp, em bé tuổi này vẫn sẽ đạt được những thành tựu tốt đẹp nhưng sẽ phải trải qua nhiều gian nan, trắc trở hơn chứ không quá thuận lợi. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.